Hải quân Ấn Độ đang khai thác hai tàu sân bay, một là INS Vikram nội địa và chiếc còn lại là INS Vikram Aditya. Thực chất, INS Vikram Aditya được hoán cải từ tuần dương hạm Baku đóng từ thời Liên Xô. Con tàu này được Moscow bán cho New Delhi trong một hợp đồng trị giá 2,35 tỷ đô la Mỹ. Do tàu quá nhỏ để trở thành hàng không mẫu hạm thực sự và quá lớn trong vai trò tàu tuần dương, nên Ấn Độ lựa chọn biến nó thành một tàu sân bay hỗ trợ cất cánh ngắn và có hỗ trợ phục hồi. Theo đó, loại tàu này có phần mũi vểnh lên phía trên để hỗ trợ cho máy bay cất cánh. Trong khi hạ cánh thì máy bay cũng được giúp sức bằng hệ thống bắt và hạ máy bay. Tàu có chiều dài 283,5m, chiều rộng 61m, mớ nước 10,2m, lượng giãn nước đầy tải 45.400 tấn. Tàu có 8 lò hơi nước tăng áp, 40 chân vịt và 4 động cơ diesel với tổng công suất 180.000 mã lực cho tốc độ cực đại 56 km/h và tầm hoạt động tối đa 25.000 km. INS Vikram Aditya có thể hoạt động liên tục trên biển trong vòng 45 ngày, biên chế thủy thủ, phi công và nhân viên phục vụ khoảng 1.600 người. Con tàu tích hợp radar mảng pha giám sát đường không, khả năng tác chiến điện tử tốt và một số mạng phần mềm đặc biệt của Nga. Hệ thống điều hòa mới cũng được lắp đặt. Boong tàu một dốc nhảy dạng trượt tuyết với độ dốc 12 độ được làm lại. Sức mạnh của tàu đến từ khối lượng lớn máy bay mang theo, bao gồm phi đội 26 tên kích hạm MiG-29K đầy uy lực, cùng 10 trực thăng cảnh báo sớm trên không Ka-31, trực thăng săn ngầm Ka-28 và trực thăng vận tải đa dụng Westland WS-61 Sea King. Về vũ khí phòng vệ, tàu trang bị tên lửa phòng không Barak-1 và Barak-8 cùng 4 tổ hợp pháo bắn nhanh AK-630.